Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại nhiều tỉnh miền Tây. An Giang là tỉnh ghi nhận ca mắc cao nhất trong vùng với 660 F0, kế đến là Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ. Còn lại miền Trung, thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị, dịch tăng lên cấp độ 3. Cụ thể, miền Tây ghi nhận hàng ngàn F0, An Giang tiếp tục dẫn đầu số ca mắc mới với 660 F0, trong đó có 147 ca cộng đồng. Đồng Tháp ghi nhận 382 F0, trong đó có 111 ca cộng đồng. Sóc Trăng có 343 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc trong cộng đồng là 123 ca. Cần Thơ ghi nhận 342 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, hiện được đánh giá rất phức tạp. Đến chiều ngày 14 tháng 11, 70 người dân mắc COVID-19, trong đó phần lớn các F0 được phát hiện ở cộng đồng. Để kiểm soát dịch, hiện đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp trên cấp độ 3 trên toàn bộ thị trấn Lao Bảo, trừ khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Hà Nội cũng đứng trước nguy cơ dịch lan rộng. Tối ngày 14 tháng 11, Hà Nội khẩn tìm người đến khu vực Chợ Rời và nhiều địa điểm liên quan F0. Trong ngày, Hà Nội phát hiện thêm 119 F0, trong đó có 42 ca cộng đồng.